Xin chào mọi người. Thì tuần trước mình đã đăng bài tặng nick để các bạn vào bình luận. Hôm nay ngày 15 tháng 8 mình vào để chốt xem ai may mắn được nick này. Giờ mình sẽ vào bình luận xem có được mấy người. Mình sẽ đếm ngược từ dưới lên. Sẽ có 12 người tham gia. Thì như đã nói thì mình để cho các bạn giải mã cụm chữ TAILADUA được đọc như thế nào. Và cái dòng chữ này mình cũng sẽ không giải mã ra. Mình sẽ đánh số ngược từ dưới lên trên bắt đầu từ 1. Mấy bạn cứ bị lệ thuộc vào những người bình luận trước là tay lá dừa và cứ theo lối mòn đó mà bình luận. Nhằm người có thay đổi một số dấu nữa nè. Ở đây có một người là khác những người khác là ta yêu là đứa. Chốt lại một câu là không bạn nào đúng hết do các bạn cứ theo một lối mà lối đó là sai rồi kaka. Sau đây mình sẽ vào phần mềm quay số ngẫu nhiên để quay. Mình sẽ quay 3 lần. Mình sẽ bấm ngẫu nhiên, đương nhiên là sẽ không nhìn vào con số đang chạy nha. Số đầu tiên là 7. Số thứ hai ấy chết cũng là số 7, để quay lại. Số thứ hai là 2. Số thứ ba là lại là số 2 để quay lại nữa. Số thứ ba là 11. Sau đó từ 3 người lấy ra một người may mắn nhất. Sẽ đánh số ngược từ dưới lên. Mình cũng sẽ bấm ngẫu nhiên. Ok, đây là kết quả số 1, tức là bạn số 11 trong bình luận. Giờ mình vào bình luận xem lại. Mừng bạn mà tên Nguyễn Trãi, mình sẽ liên hệ với bạn đó để trao nick. Cái video của mình kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye.